giới thiệu sản phẩm máy đo khoảng cách laser SNDWAY. Sản phẩm gồm một máy. Miếng tấm chắn. Túi đựng đeo dưới lưng. Dây thắt vào đá máy. Và treo một thanh thăng bằng để trong trường hợp các bạn đo khoảng cách trên để chính xác, các bạn đặt đây có thể đo được chính xác đến mặt phẳng. Mình hướng dẫn các bạn tháo lắp cái máy này. Trong này có một cuốn hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Trung và tất cả hướng dẫn về cách đo phiếu bảo hành chính hãng của Trung Quốc. Hướng dẫn bạn tháo lắp máy giống nhau. Một pin cũng giống như thế. Cái máy này tôi đã tháo pin và lắp thử. Pin thì sử dụng hai quả pin loại mini 3A, 3A, lắp dưới đầu dương của ông. Đầu có lò xo lắp vào chân âm của máy, đầu pin. Đóng lắp. Trên này có những nút, có thể nút tắt, nút mở, kết hợp đo, nút cộng trừ, nút nhớ, nút lấy cách. Sau đây tôi sẽ làm thí nghiệm cho các bạn xem. Ví dụ cho đo. Khoảng cách. Mở nguồn. Máy sẽ hiện hiển thị số. Đầu tiên là 00. Trên này có tất cả những chương trình để đo. Đây là bạn chọn chế độ đo, tức là đo tính từ điểm cuối đến hoặc điểm đầu. Khi mà trên hình hiển thị này đo từ bắt đầu từ điểm cuối thì là đang đo từ cuối. Đây, hiển thị từ đầu. Hình như đây, mọi người nhìn rõ. Giờ tôi sẽ đo thử cho các bạn xem. Đó, khoảng cách xa thông thường. Ví dụ, tôi đo khoảng cách từ máy, từ cuối bàn đến tấm chắn. Thì tôi bấm lên đèn sáng, bấm tiếp một lần nữa thì nó sẽ đọc tín hiệu. Nó khoảng cách là 0.401, cấp chính xác đến 1 mm, sai số cộng trừ 0.02 mm. Trường hợp các bạn đo từ điểm trên đến cái mặt này, bạn phải đặt ở đây như này. Ừ. 0.41, 0.0404 là mét này và mét trong này lệch nhau 0.04 mm, tức là 4 cm. Thế các bạn có thể xem. Điều thứ hai là ở trên bộ phận máy này đọc này, cái này xóa bằng người không bị xóa. Mà bạn muốn đo hai khoảng cách cộng với nhau này, một này, có thể cộng số tiếp lần thứ hai, đo tiếp lần thứ hai, cộng lại. Đấy. Hai lần đo sẽ cộng là sẽ bằng 0.556. Lần thứ hai là bạn xóa đi, nhưng mà không muốn bạn xóa đi. Bạn bấm đo trên hiển thị phần này đo thẳng một tia từ đầu đến cuối là đo thẳng. Thì thứ hai là đo mét vuông, dưới hiển thị mét vuông. Bạn có thể đo diện tích của cái bàn này, ví dụ có thể đo diện tích của bàn này. Giờ này thế này. 0.605. Tức là chưa rộng. Giờ này, nó ra khoảng cách. Ra hiển thị số 0.6, 0.81 và máy sẽ tự nhiên lên diện tích nó 0.491 mét vuông. Tất cả tính hiện số như là tính mét vuông, máy có thể đo xa được 40 mét. Tiếp theo vừa rồi là đo diện tích, bây giờ chúng ta phải đo thể tích. Hiện lên hình lập phương, phải đo thể tích. Ví dụ bạn đo thể tích
của ba điểm. Ví dụ rộng này, tôi có thể đo được thể tích của bàn này, thể tích của bàn này rộng này, nhân dài này, và nhân chiều cao này, và trên mặt bàn ở dưới này. Điều máy đang lấy ở, máy đang lấy ở điểm cuối, tôi có thể lấy điểm đầu. Thể tích là 0,2 mét khối. Tiếp theo các bạn đo thể tích này, đo hình tam giác này. Ví dụ bạn có chiều cao của những tấm chắn này, bạn không biết là bao nhiêu, đúng không? Tôi thể đo là chiều cao tấm chắn này. Đầu tiên bạn đo ở điểm dưới tấm chắn, bạn đo điểm dưới tấm chắn, đo điểm trên tấm chắn này, đo điểm trên tấm chắn trước. Điểm thứ hai, thế là tấm chắn này sẽ có chiều cao là chiều cao không phải cao của hai điểm, từ điểm này và điểm này, từ điểm dưới mặt đất này đến trên này, bạn không thể đứng ra để bạn đo được. Thì sẽ có cách cho bạn đo hai điểm trên đệm từ sáng đây, từ dưới sàn nhà đến trần nhà. Tôi sẽ lấy ví dụ, tôi đo từ mặt đất đến trần nhà, bạn thấy chiều cao. Tôi đặt máy ở dưới, lấy điểm từ dưới chân, chuyển máy lên trên trần. Tôi sẽ đo để tính, nhìn con số, con số trên máy hiển thị là 3m072, tức là ba chưa được 3m1cm, đúng không? Bây giờ tôi sẽ tiến hành để đo chiều cao của hai điểm mà tôi không thể đứng được. Chọn hình trên máy hiển thị hình tam giác. Đầu tiên máy nhấp nháy ở đâu thì bạn sẽ đo ở đó. Nhưng mà nếu một điểm này cố định, sẽ đo. Cố sao đó, máy không được dùng tay. Một điểm. Tiếp tục tôi đo điểm thứ hai, đặt không mặt bằng. Như đã xong, máy hiển thị tính theo công thức máy tự động tính ra chiều cao của hai điểm từ trên trần xuống dưới trần cũng là 3m, cấp chính xác rất là cao. Thứ tư, ví dụ như bạn có thể đo theo một phương pháp khác, như bạn có thể đo ba điểm, bạn có thể biết được là cái điểm bạn cần đo là bao nhiêu. Ví dụ bạn cần đo từ điểm chốt khóa, điểm chốt khóa lên trên trần là bao nhiêu, thì bạn có thể đứng ở đây bạn có thể đo được. Tôi có thể làm ví dụ cho bạn. Đầu tiên bạn đo điểm trên cùng trước, thứ hai bạn sẽ đo điểm từ khóa, thứ ba bạn đo điểm vuông góc nhất của ông bạn. Sẽ ra khoảng cách của điểm từ điểm khóa lên đến điểm trên là 1m655. Tôi sẽ ra đo thử cho bạn xem. Một 655, tôi sẽ đo thử. 1655, 1m655, 1m659, tức là lệch nhau có 3mm. Đấy. Và cuối cùng là bạn có thể có một phương pháp đo nữa, tức là bạn có thể đo đứng ở giữa, bạn có thể đo được chiều cao âm xuống. Tôi có thể ví dụ nhất, bạn có thể đo từ điểm trên này trước, nhưng cố gắng là điểm này bạn phải giữ tương đối chính xác, vì tay tôi đặt có thể không dụng, không chuẩn. Thứ hai, bạn đo điểm vuông góc khi mà nhìn trên cái phần ở trên máy, cái nivo trên máy thăng bằng. Bấm tiếp lần hai, các bạn muốn tiếp xuống lần thứ ba, bạn xuống. Cố gắng là tay tôi run và tôi đứng không đúng vị trí nên là máy có thể chính xác. Nó có thể ra một con số là 2m9, tức là 2m91, tức là lệch chỉ có
2m9 và 3m tức lệch 10 cm do tay mình. Nếu như bạn mà đứng ở vị trí cân bằng thì rất là ok. Hết, nghĩa là máy có 5 chương trình chạy như vậy. Đấy các bạn. Khi mà dùng xong các bạn tắt máy giữ chặt ở đây. Giữ chặt đây 3 giây tắt. Mở máy. Bật lên. Khi máy khởi động hết hàng chữ. Khi bạn đo khoảng cách và muốn lưu lại. Khi bạn đo. Nghĩ khoảng cách là 1m39. Bạn phải giữ. Giữ chặt xếp, xếp lưu lại. Bạn đo khoảng cách thứ hai. Ví dụ 1m55. Bạn phải lưu lại. Trên máy sẽ có kết quả lưu của 1, 2. Đấy. Kết quả 1 của 1 và 2. 3. 3. Bạn lưu bạn giữ chặt này. Tôi sẽ lưu cho bạn 5 kết quả. Ví dụ. Và giữ chặt nút xếp. Bạn phải lưu. Bấm một lần nữa này. Đo này. Giữ chặt lúc này. Giữ chặt lúc này khi máy kêu tít là được. Trên góc sẽ tự hiển thị số chính xác như là số 234 trên phần trên này. Khi bạn muốn lấy kết quả ra thì bạn bấm vào nút này, tự nó sẽ hiện những kết quả ra. Lần 1 là kết quả 1 là bao nhiêu, kết quả lần 2 là bao nhiêu. Ấn vào nút cộng này, lần 4 này, lần 3 này, lần 2 này, lần 1 này. Khi bạn muốn xóa những kết quả đi, bạn chỉ cần ấn vào nút nhớ này, ấn clear sẽ tự xóa hết và kết quả xóa hết, và khi máy nó không còn kết quả là xóa hết rồi. Bạn tắt máy, giữ trong, chú ý máy không được để dơ độ cao quá cao. Và trong bộ phận ở trong cái máy này, nó là máy đo bằng tia laser, thì tia laser phát ra đã có dấu hiệu là tia laser cấp 2, tức là tia laser sẽ không tốt cho mắt và cũng như cho da, nên là để tránh soi vào mắt và da người khác. Cảm ơn các bạn.